Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món uống rất là đơn giản và dễ làm, đó là caramel frappuccino. Những nguyên liệu mình cần á là cà phê, sữa, caramel sauce and các bạn cũng có thể cần thêm một chút đường nếu như các bạn muốn, có đó là tùy chọn theo các bạn muốn uống ngọt hay là không. Thì đầu tiên á thì mình cần đá. Khoảng cỡ 10 viên đá nha các bạn. Một cup lớn đá là khoảng cỡ 10 viên. Sau đó cà phê là 1/3 cup. 1/3 cup cà phê là khoảng 80 ml. Một phần hai cốc sữa. Là khoảng 120 ml. Caramel syrup các bạn cần 3 cái tablespoon là khoảng 45 ml. Caramel sauce các bạn cần một cái tablespoon là khoảng 45 khoảng 15 ml. Và nếu các bạn muốn ngọt thì các bạn bỏ thêm đường, nhưng nếu lần đầu tiên các bạn có thể không bỏ thêm đường, rồi để coi các bạn muốn ngọt hay là không thì các bạn bỏ thêm đường, đó là tùy chọn. Rồi tất cả các bạn bỏ vô trong gói xay và các bạn xay. Sau đó trên cái khắp thì các bạn có thể cho một chút caramel sauce quanh quanh đáy ly, rồi mình cho cả đường xay ra. Sau đó các bạn cho kem lên trên. Và các bạn cho cái caramel sauce đó, quanh theo cái viền viền tròn này. Rồi, xong rồi đây các bạn. Các bạn thấy cái dễ không? Cái đây là món uống rất là yêu thích của mình nè, và cũng là nhiều người rất là yêu thích cái món này trong mùa hè đó. Các bạn thử làm nha. Cảm ơn các bạn nhiều.